Giới chức của Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã cho biết một vụ đắm thuyền nghiêm trọng đã xảy ra ở miền Tây của nước này, khiến cho hơn 40 người thiệt mạng và vài chục người mất tích. Hiện tại thì nguyên nhân của vụ việc cũng vẫn đang được tích cực điều tra. Vụ đắm thuyền xảy ra rạng sáng ngày 23 tháng 10 gần làng Boyaka trên sông Lualaba, cách thủ phủ tỉnh Mandaka khoảng 140 km. Một chiếc thuyền gỗ lớn, loại thuyền thường được dùng cho vận tải đường sông ở Cộng hòa Dân chủ Congo, đã bị lật úp khi đang chở nhiều hành khách và hàng hóa. Dù chưa xác định được nguyên nhân của thảm kịch này, nhưng các quan chức địa phương đều đề cập đến khả năng thuyền chở quá tải và vi phạm các quy định an toàn giao thông đường thủy. Trước đó, vào rạng sáng ngày 14 tháng 10, một chiếc thuyền khác cũng đã bị đắm trên sông Congo ở Mandaka, khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và một số người mất tích.